Vâng, xin chào bạn, chào mừng bạn lại đến với chương trình review của Shopify Góc. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một sản phẩm mới. Sản phẩm mới này là một cái loại bệ rửa siêu âm chuyên dùng để rửa trang sức. Mã của nó là GTF2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem bên trong nó là gì nhé. Vâng, như các bạn có thể thấy thì ở đây chính là cái máy rửa trang sức GTF2 của chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ mở nó ra. Đầu tiên thì tất nhiên rồi, một cái tờ hướng dẫn sử dụng bao gồm thông số và cách sử dụng. Tất cả được viết bằng tiếng Anh. Tôi sẽ để nó qua một bên. Sản phẩm này nó được bọc mút hai đầu rất là chắc chắn. Và sản phẩm thì được bọc trong một cái lớp ni lông. Mút được bao hai đầu. Vâng, và đây. Tôi sẽ để hộp qua một bên. Nắp. Đây là tất cả phụ kiện ở trong bộ sản phẩm của chúng ta. Thì trong nó rất là giống một cái vật dụng hàng ngày chúng ta hay dùng, đó là ống siêu tốc. Thì cách sử dụng nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần bỏ cái nồi này lên cái đế này, dùng coi như là một chiếc ống siêu tốc. Và sau đó chúng ta chêm nước vào. Ở đây nó có những cái nắp mực nước là mát 600, 400 và 200. Thì tùy vào khối lượng của cái bạc trang sức mà chúng ta muốn làm sạch thì chúng ta sẽ chêm nước tùy theo cái kích thước của nó. Ở đây là nắp. Trên nắp này có một cái lỗ thông hơi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cho cái bệ rửa nó hoạt động xem hiệu quả nó như thế nào. Vâng, và tôi đã quay trở lại. Bây giờ tôi có hai chiếc nhẫn bằng vàng. Đây là hai món đồ trang sức. À, đây là chai dung dịch dùng để tẩy rửa trang sức. Nó có tên là Autogel. Và đây là nước, tất nhiên là nước lọc thôi. Giờ tôi sẽ đổ nó vào. Vì chỉ có hai chiếc nhẫn này thôi nên là tôi sẽ đổ tầm khoảng 200ml nước. Và sau đó là tôi sẽ đổ dung dịch vào. Không cần nhiều đâu ạ. Chỉ cần một ít thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ nhẫn vào. Đẩy nắp. Ở đây có một cái nút nguồn thì chúng ta chỉ cần bật lên. Thì sau khi xong cái quá trình làm sạch đó, nó sẽ tự tắt máy. Hoặc là chúng ta có thể tắt máy giữa chừng bằng cách nhấn lại vào cái nút nguồn này một lần nữa. Bây giờ tôi sẽ cắm điện vào. Sau đó tôi sẽ bật nguồn lên. Bây giờ chúng ta cũng đã nắm được cái cách sử dụng cũng như là cái cấu tạo cơ bản của cái máy này. Thì thông qua video này tôi cũng xin giới thiệu luôn với các bạn đây một sản phẩm cũng là của chúng tôi. Đó là dung dịch tẩy rửa trang sức Autogel. Chương trình review hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả và đầy may mắn. Nhớ like và subscribe giúp kênh chúng tôi. Xin cảm ơn ạ.